Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Ok, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cái channel mình. Uầy, dạo này đau họng quá anh em ơi, gọi là bình luận clip cho anh em xem đau họng không chịu nổi. Và anh em không chịu like và tương tác gì hết. Mình buồn quá anh em. Và thôi, mục đích chính của video ngày hôm nay là mình chơi lại con Pogo Max anh em à. Phải gọi là mua con này 2 tháng bây giờ mình mới làm lại clip về chơi con Pogo Max này. Độ nhạy của nó kiểu nó hơi lố nên mình giảm được độ nhạy mới không dễ chơi. À, chuỗi lạc này. Có vẻ giảm độ nhạy về không hết, có vẻ là hơi khó bắn anh em à. Ui nóc rồi kìa, hay lắm anh. Ui nóc hai luôn, ghê đấy nhở. Từ mình thấy có thằng nó ngay đây mà đúng không? Nó cứu bạn nó rồi hả? Giời, ui sao, ui sao, ui cái gì đấy trời. Từ cứu đi đã. Mé nhây nhây me bắn để cuối cùng đồng đội gục hết anh em à. Thôi còn hai vết hai, hai vết ba. Ui bọn nó cứu bên dưới đây này. À, đủ cứu ý, luôn. Chúng ta lấy tầm xa đã ý. Ui, chơi lại con Pogo Max cũng được phết chưa nghe. Nhưng mà mình phải giảm độ nhạy về không cho nó dễ chơi một xíu. Bởi vì con S10V, con Pogo Max độ nhạy nó chênh nhau dữ lắm á. Từ của tay phát ra, thôi sao quên đi quay lại còn 1v1 này. Ai ôi, đâu đây? Bắt đầu đây, bên dưới. Mấy đồng đội làm định mệnh lũ thì còn cứu luôn anh em bà. Sao mà mình nghe tiếng game, mình cắm tai nghe kia sao con máy này nó nghe tiếng game nó bị lớn nào làm sao ấy? Hay là do tiếng game mỗi máy nó khác nhau ta? Một phần là do tai nghe, một phần là do máy mà mình dùng tai nghe mình hay xài mà. Thôi, sao anh em gục rồi? Tên bạn có toàn MP5 cái bật đẩy lên kia thì chết rồi anh em à. Map này vẫn hơi khó này. Từ anh em ơi, mình tăng độ xa lên chưa đã. Ôi. Nóc hai rồi. Hai người thằng này công láo này. Ở đây nữa. Nóc hai đấy. Ô thôi. Quay đi quay lại đồ đội nóc hết rồi anh em. Còn thằng này nữa. Ui, gắn đi anh em không cho nó cứu. Mày đạn còn thằng kia nữa. Ui, chết mẹ thằng kia nó bò vào cứu được rồi. 1-3 này. Thế khó thế nhờ. Me này. Quay tay đã anh em. Ôi, ấy. Nó để lên nơi rồi. Từ anh ơi. Từ mấy người trên quay tay phát đá. Cái gì vậy? Cày thế nhờ, vẫn chưa quen cái nút anh em mà. Lâu rồi không chơi, nói chung là từ tắt mở mic đi. Từ lúc mà mình mua con máy về mình quay hai clip cho anh em xem ấy là đến bây giờ là tầm khoảng 2 tháng rồi. 2 tháng rồi bây giờ mình mới chơi lại anh em à. Trận này chúng ta bắn súng gì đi đây ta? Đang phân vân mà có 2-4 tiền à. Thôi, bắn MP5 đi. Mua 2 giáp 2 quả keo nữa. Mua thêm cái nấm đi. Không được thêm 2 quả keo nữa, ta thêm 100 tiền được 2 quả keo rồi. Mẹ đến lúc phải lật keo đấy mà, đến lúc phải lật keo rồi. Chấp tên bạn hơi nhiều đấy. Từ chờ kỹ năng nhân vật mới đã bật lên luôn này. Xem nó có thằng nào chạy về hướng nhà đây không. Không qua hết đúng không? Không qua. Được chúng ta chạy qua được game. Thế chơi con nhân vật fan clue đi từ trên đúng hợp đó. Á đụng. Thế nó chơi. Đi rồi. Ui, công lên luôn anh em. Đẩy lên luôn này. Bạn ơi, cố lên mấy anh em. Cố lên. Phải đẩy gu rồi. Ui giời ơi, rồi xong luôn. Người ra đi chân lạnh toát. Để rồi xong còn không. Em mình còn 2. Cố lên anh em. Rồi xong đi luôn. Éo nào 3-0 à? Không 3. Ê, còn một mình bạn số 3 thôi. Bạn số 3 sẽ cân team được anh em à. Mình team bạn số 3. Bạn số 3 đi luôn anh em. 0-3 rồi này, cái gì đấy anh em ơi. Huyền thoại tử chiến một sắp sao của fan. Từ thôi rồi anh em, lần này chúng ta phải đến lúc lật kèo rồi. Bây giờ mới đến lúc thực sự là lật kèo này. Lên mua MB đi. Bọn nó bắn sập full 2 viên là mình bắn MP5 giáp 3 không ăn thua đâu. Tính mua giáp 3 thôi, mua 2 quả keo thì nó sẽ ngon hơn anh em. Được rồi, bây giờ fan sẽ lật kèo này anh em. Đến lúc lật kèo rồi. Ui. Đi bệnh éo được móc được này không được. Hay quá người anh em ơi, nó một bên trên rồi kìa. Đó, mình tính đi móc được kiếm với đồng đội mà thấy tem bạn bắt bài như thế là không được rồi. Bây giờ chúng ta phải kiếm hướng đẩy lên này. Kèo này cũng hơi khó nha. Đẩy lên hơi khó lợi thế map thế nhờ. Đã không ba rồi còn bị lợi thế map thế này thì sao mà chơi. Góc đẩy lên coi. Ui, hay thế nhờ, chạy lên được đây không ai bắn này. Bên kia nó một.
hay lắm người game, hay quá, hay quá anh em ơi. Từ để mình phải chạy chạy đường cầu thang này lên lên thẳng nhà nó anh em ơi. Móc không được đâu. Có thằng cam ngay trên kia nữa kìa. Khó thế, để lên luôn đi. Để cho cam về hướng mình này. Các bạn vẫn còn 3 trên đây, 1 này, còn 2 không biết hướng nào nhá. Ơ, sao bên kia đứng? Ủa, sao bắn đâu vậy? Sao bắn bên trên mà thằng kia bên dưới bẻ đầu hay? À không, bên đây này. Ui, hai thằng luôn. Ui, MB xấy 4 máu. Thế này vứt được khó thế. Ừ, bây giờ chờ nó chạy bo kìa. Nó đừng chạy bo hướng này. Ê, không được xuống, không bẻ đầu. Ừ, mà thôi, đẩy lên chơi luôn đi kìa. Đã thế thì lên chơi luôn này. À, đây, ngoài bọn chạy vào. Ý, nóc hai còn một đây anh em. Còn một thằng cuối bên kia. Ui giời ơi, bạn số 3 ơi, bạn làm thế là chết rồi. Được đã. anh ơi, đừng có thấy em nhá, mày quá, nông thấy mình. Đến lúc xong rồi, đến lúc lật kèo thực sự rồi anh bạn. Đến lúc lật kèo thực sự rồi này. Gỡ một rồi, chặt đâu. Ok. Ra này có tiền mua giáp xịn rồi, Đến lúc lật kèo thực sự đấy mời, đẩy lên chơi khô máu lúc này. Ơ, có một thằng nó móc bên tay trái này. Đã đủ hai thằng trước mặt, đẩy lên chơi bọn trước mặt anh em. U, hai con người em ơi. Còn một góc cái bờ rào phải. À, đây. À, nhật trời, ấy. Ui, sao không lên viên nào vậy ta? Sấy nó giáp toàn 7 máu khiến bắn bể đâu mình rồi. Từ quay tay phát đã. Ơ, hình như thằng ấy gục luôn rồi anh em ơi. Quay, tên còn 2 thôi. Đây bạn giờ còn 2 thôi, ăn rồi, ăn kèo rồi. Ăn kèo rồi, còn 2, 3 này. Từ đã, em nó đang rỉ góc nào ấy. Đặt cái kèo lên lúc đồ thằng này đó. Ôi, không kiếm mút quả kèo luôn em. Ui, hay quá anh em ơi. Còn 1 này, 4 bắn 1 thì không chột thì nó cũng què. Bây giờ chỉ còn 1 dân chơi tới bạn nữa thôi. Đấy, fan chỉ phải gọi là giả vờ chấp 0-3 thôi anh em. Chấp 0-3 thôi, bây giờ đến lúc lật kèo rồi. Còn cuối đâu ta, hay là mình chờ kỹ năng hồi. À, bên đây. Thế khỏi chờ kỹ năng luôn anh em à. Đâu rồi, khá đụng. Chạy cái gì nữa. Chết còn chạy cái gì tầm này nữa anh em. 2-3 rồi. Rồi, round này chúng ta chuẩn nguyên 2 round nữa thôi là lật kèo thành công này. Mua giáp, mua các thứ này. Uầy, giàu tiền vãi cả trường ra. Mình có lên mua cái súng sao không ta? À, từ từ, mình... Nếu bao giờ vứt bóng keo nhỉ, mua được thêm keo nhỉ? Thử đi game. Nếu mày được thêm bóng keo, được đấy. À, hợp lý lên 4 quả keo này. Ngon liền. Đẩy lên bên dưới đi game. Nếu mà bọn nó đẩy lên hết đứng bên trên, mình đẩy bên dưới là hợp lý này. Từ để quét đã. Một thằng bên tay trái này. Đem nó đâu hết ta quét không thấy đứa nào trước mặt luôn ý. Có cái đạo trước mặt đúng không? Mình bị bắn trước mặt này. Đến lúc phèn móc lên là đúng hợp lý này. Thế tên bạn xong rồi. Chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu? Úi, gặp cái kẹo phay lại cứu đấy. Ui, hợp lý luôn. Chết hai thằng này, chết hai thằng. Cứu này, còn hai đứa nữa kìa. Ta thấy kia đấy. Đứa này nó móc bên tay trái này. Để lên chơi luôn này anh em. Đến lúc phò lật kèo rồi. Đủ. Ui chơi. Mẹ chơi con bờ mắc này sấy mà bê này nó nhanh quá. À, hay lắm anh em ơi, còn một. Còn một thôi, chờ con nhân vật mình hồi này. Báo chí là hợp lý luôn. Bật lên này. À, đây rồi. Trốn đi đâu? Làm cái gì đấy hả bạn? Phèn cờ lu đi tử tử chiến phải gọi là đúng bài luôn anh em à. Mọi người chơi tử chiến là anh em lên đem theo cờ lu nhá. Ui, 3-3 rồi đấy. À, nhưng mà cái map này cũng hơi căng rồi nha. Tuy lật kéo một cái map cũng nó hơi căng này. Ui, vẫn còn chứ 6k tiền anh bạn, 6k tiền đấy. Đẩy lên chúng ta chơi khô máu luôn. Các bạn một thằng chạy qua trái này. Có bên sấy tập xa không có được. Cứ đã, má mình nghĩ mình phải đẩy lên chơi luôn. Ui. quả kéo hơi mót trong sao. Đẩy lên hướng này đi. Đây bạn đâu hết rồi. Đây. Thấy một bạn nhá, đủ sừng nhựa. Chó ăn lụ đạn chơi này. Ấy, nó chạy lại thùng rồi. Đâu đấy? Ừ, bên chơi sợ các bạn. À, ló ra bắn này. Nó một em ơi. À, có thằng trước mặt. Từ, đẩy lên chơi thằng trước mặt trước này. Chờ nó chơi. Ui, đặt keo được. Ui, mấy tí chết. Bắn cái gì nữa? Bắn gì nữa? Từ từ anh em ơi. Nó phải còn hai thôi. Còn thằng bên góc đấy. Cố lên game. Hợp lý. Các bạn còn một. Một từ kéo thế chứ đã. Một thôi anh em. Còn một mình nghĩ khả năng là nó đang bên dưới vậy. Nếu như đoán không nhầm là bọn nó bên dưới em mà. À đâu, thằng cuối bên dưới.
Nhảy xuống dưới đi. Ây, ui, ăn liền rồi. Ê, nó ngay bên dưới kia. Ê, tí thì vỡ mồm pha đấy ạ. Từ từ quay tay phát ạ. Hay lắm người em ơi, trời ơi. Fan per có mắc lật kèo hợp lý liền. Ít sợi, cà khía phát này. Ui, mình chơi con này chắc 1-2 game thôi anh em, chứ chơi nhiều quá mình qua lại con máy cũ ấy. Con S10 ấy thì mình sợ lú lắm. Lên thôi, clip của mình xin đến đây là kết thúc rồi. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment dưới nhá. Và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông lên anh em nhá.